Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Quảng Bình ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay thứ năm, ngày 22 tháng 7 năm 2021 có những nội dung chính như sau. Quảng Bình huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm khống chế dịch COVID-19. Chuyên mục Vì một thành phố văn minh, xanh, sạch, đẹp có phóng sự chuyện xả rác. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin mà chúng tôi vừa mới nhận được, tối hôm qua ngày 21 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Bình thông báo về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là F1 của 3 ca mắc COVID-19 trước đó tại huyện Minh Hóa. Ngay sau khi Quảng Bình ghi nhận 3 ca mắc COVID-19, bệnh nhân số 2939, bệnh nhân số 2940, bệnh nhân số 2941, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Bình đã phối hợp điều tra, truy vết 66 trường hợp F1, đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Trong quá trình xét nghiệm, giám sát đã ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2. Theo đó, một trường hợp được ghi nhận tại bản Bãi Dinh, xã Nhân Hòa, huyện Minh Hóa. Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 14 tháng 7 năm 2021 đến nay, người này thường xuyên tiếp xúc gần với một trong ba bệnh nhân đã được ghi nhận vào ngày 20 tháng 7. Nhiều lần ngồi uống rượu và đi chơi cùng nhau. Ngày 20 tháng 7 năm 2021 được xác định là F1, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ngày 21 tháng 7 năm 2021 được đưa đi cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh cũ và được CDC Quảng Bình tiến hành xét nghiệm. Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 21 tháng 7 năm 2021, kết quả xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp thứ hai là tài xế taxi. Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 14 tháng 7 năm 2021, trường hợp trên đón 3 trường hợp F0, bệnh nhân số 2939, bệnh nhân số 2940, bệnh nhân số 2941 từ ngã tư đường Trành, thành phố Đồng Hới, Hà Huy Tập đến bản Bãi Dinh, xã Nhân Hòa, huyện Minh Hóa. Trên đường đi có ghé mua đồ tại quán tạp hóa xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch. Sau đó, thành phố Đồng Hới, Hà Huy Tập đến bản Bãi Dinh, xã Nhân Hòa, huyện Minh Hóa. Trên đường đi có ghé mua đồ tại quán tạp hóa xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch. Sau đó, trường hợp này tiếp tục chở 3 bệnh nhân tới thẳng trạm y tế xã Dân Hòa, huyện Minh Hóa để khai báo y tế. Sau khi khai báo y tế, trường hợp trên chở 3 bệnh nhân F0 về nhà tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hòa, huyện Minh Hóa, rồi quay về lại thành phố Đồng Hới. Trên đường về, trường hợp trên cầu ghé ăn sáng, ngồi một bàn riêng tại quán chầu sáng cách ngã ba Khe Ve, huyện Minh Hóa khoảng 5 km. Từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7 năm 2021, trường hợp trên thường xuyên đón khách tại ga Đồng Hới. Ngày 20 tháng 7 năm 2021, được xác định là F1, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và được đưa đi cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh cũ. CDC Quảng Bình đã tiến hành xét nghiệm và vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 21 tháng 7 cho kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính với SARS-CoV-2. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi ghi nhận 2 trường hợp dương tính, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, ngành y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới đã có buổi họp khẩn nhằm triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Đồng thời, khẩn trương điều tra, truy vết các trường hợp có liên quan và triển khai đưa tất cả các trường hợp F1 đi cách ly tập trung ngay trong đêm 21 tháng 7. Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới cũng đã có mặt để chỉ đạo cuộc họp khẩn. Cũng trong ngày hôm nay 22 tháng 7, tỉnh Quảng Bình đã quyết định kích hoạt bệnh viện giã chiến để thu dung và điều trị các bệnh nhân COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, sáng qua ngày 21 tháng 7, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và các ngành địa phương liên quan để chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Tham dự cuộc họp tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Hồ An Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Tại điểm cầu huyện Minh Hóa có đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy. Trong tối ngày 20 tháng 7, sau khi phát hiện có 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Minh Hóa, Sở Y tế đã liên hệ với Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để chuyển bệnh nhân vào điều trị. Các lực lượng chức năng cũng đã khẩn trương truy vết các trường hợp là F1 của 3 ca mắc COVID-19 trên địa bàn huyện Minh Hóa, trong đó có một tài xế xe taxi chở 3 trường hợp dương tính từ Đồng Hới về Minh Hóa để tổ chức cách ly y tế tập trung.
ngành y tế cũng đã điều tra, rà soát các trường hợp có tiếp xúc với các mắc COVID-19 đến khám, điều trị tại bệnh viện. Trước mắt, Bệnh viện Đa khoa Minh Hóa tạm thời không tiếp nhận bệnh nhân trừ trường hợp cấp cứu, bố trí cho cán bộ y tế có tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi sức khỏe. Tại huyện Minh Hóa, địa phương đang tập trung đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nhằm ổn định tư tưởng cho người dân, tăng cường truy vết F1, F2, chỉ đạo tạm thời dừng các hoạt động không cần thiết, chỉ đạo tạm thời phong tỏa một số khu vực nhằm tạo thuận lợi cho công tác truy vết, chuẩn bị dự trữ lương thực thực phẩm dự phòng cho người dân vùng tạm thời phong tỏa. Huyện Minh Hóa cũng thành lập tổ chỉ đạo trực tiếp, chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại xã Sơn Hóa. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo huyện Minh Hóa báo cáo tình hình cụ thể, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, các đơn vị địa phương đã tập trung thảo luận về phương án phòng chống dịch, trong đó nhấn mạnh cần tập trung cao độ, không chủ quan lơ là, siết chặt hơn nữa các biện pháp trong công tác phòng chống dịch, rà soát lại tất cả các phương án trên cơ sở tình hình thực tế, tiến hành truy vết khẩn trương. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, cung cấp thông tin phải đầy đủ, chính xác, tránh gây hoang mang, xáo trộn trong nhân dân, chuẩn bị sẵn sàng phương án khi có tình huống mới xảy ra. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hồ An Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh lưu ý, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng chống dịch COVID-19 và đẩy mạnh công tác tuyên truyền đúng tình hình để ổn định tư tưởng cho người dân. Ngành y tế và huyện Minh Hóa cần nghiên cứu tình hình thực tế để triển khai cách ly F1 tại huyện và phải đảm bảo an toàn bệnh viện, bảo vệ cán bộ y tế để giữ vững nguồn lực nhằm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Thắng đánh giá cao sự nỗ lực của các lực lượng tuyến đầu và huyện Minh Hóa trong việc thần tốc, quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó với tình hình ngay trong đêm 20 tháng 7. Để tiếp tục giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống, đồng chí yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thực hiện nghiêm túc việc hạn chế tập trung đông người, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân. Yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục khẩn trương truy vết nhanh các trường hợp F1, F2, F3 nhằm cách ly đúng quy định, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng tại bản Bãi Dinh, xã Sơn Hóa, Bệnh viện Đa khoa Minh Hóa và các địa điểm có liên quan đến ca mắc COVID-19 và các F1. Ngành y tế phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương điều tra truy vết phương tiện vận chuyển các ca mắc COVID-19 và tổ chức cách ly y tế nghiêm túc, đúng quy định. Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải để bố trí lực lượng, phương tiện vận chuyển các trường hợp F1 về các khu cách ly tập trung. Tiến hành khử khuẩn tất cả các khu vực có liên quan đến các trường hợp F0. Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, các địa phương phối hợp khẩn trương rà soát, xác định tuyến, hướng di chuyển của xe khách và xe taxi có liên quan để truy vết. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, tỉnh quyết định hoãn cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Minh Hóa và giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sắp xếp bố trí vào chương trình nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong năm 2021 theo đúng quy định. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tất cả các đơn vị địa phương chủ động nâng cao cấp độ phương án phòng chống dịch. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế, CDC tỉnh định hướng thông tin kịp thời, chính xác sự việc cho báo chí và mạng xã hội, tránh hiểu nhầm và gây hoang mang trong nhân dân. Sau khi ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, ngành Y tế Quảng Bình và các cấp các ngành chức năng ở huyện Minh Hóa đã khẩn trương triển khai một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Các cơ quan chức năng đã lập 2 chốt kiểm soát dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân huyện Minh Hóa chỉ đạo chính quyền xã Dân Hóa và các cơ quan liên quan bảo đảm công tác phòng chống dịch, an ninh trật tự, đặc biệt phải bảo đảm cung ứng đầy đủ các nguồn nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực, thực phẩm cho người dân khu vực tạm thời phong tỏa, đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân bản Bãi Dinh với hơn 770 người. Ban chỉ đạo của xã đã phối hợp với các cái tổ chức đơn vị liên quan, nhất là trực tiên là khoanh vùng, tổ chức truy xét vết quận chứng cái người tiếp xúc gần với các cái đối tượng mà bị dương tính với cái SARS-CoV-2. Sau đó là tổ chức là phối hợp đưa 3 cái bệnh nhân là vào bệnh viện Trung ương Huế để điều trị. Đối với các trường hợp F1 á, thì phòng y tế huyện đã tổ chức lấy mẫu đưa đi xét nghiệm, hiện tại thì chưa có kết quả. Còn hiện tại thì ban chỉ đạo đã chỉ đạo nhân dân tại chỗ là cách ly tập trung tại chỗ các gia đình. Bên cạnh đó thì cũng cái việc mà
xử lý cái tình huống liên quan, thì ủy ban nhân xã cũng ra các văn bản để chỉ đạo nhân dân, cán bộ công chức, các cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn tạm ngừng một số hoạt động không thiết yếu trên địa bàn. Trung tâm Y tế Minh Hóa đã triển khai quyết liệt các cái biện pháp phòng chống dịch. Trung tâm đã họp ban chỉ đạo để xây dựng cái phương án, đem ra các cái phương án cụ thể và tham mưu cho ban chỉ đạo của huyện tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các cái trường hợp tại bản Bài Dính của xã Dân Hóa. Trong thời gian tới, trung tâm sẽ cùng với các cái ban ngành trên địa bàn huyện sẽ quyết liệt tăng cường các biện pháp để phòng chống dịch COVID trên địa bàn xã Dân Hóa nói riêng và trên địa bàn huyện Minh Hóa nói chung. Ngay sau khi xác định 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Dân Hóa, Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa đã tổ chức các cuộc họp khẩn để triển khai các giải pháp phòng chống dịch. Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp khẩn trương triển khai công tác phòng chống dịch bệnh để nắm lại cái số lượng F1, F2 và có cái biện pháp phòng chống. Huyện đã thành lập cái tổ chỉ đạo trực tiếp tại cái xã Dân Hóa, trực tiếp chỉ đạo để xử lý mọi vấn đề trên địa bàn của xã Dân Hóa, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh và ổn định cái tình hình trên địa bàn của xã Dân Hóa nói riêng và huyện Minh Hóa nói chung, đồng thời triển khai đồng bộ và phục hồi lại cái khu cách ly của huyện để có cái hướng xử lý kịp thời. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện Minh Hóa đang chỉ đạo các địa phương trên địa bàn tăng cường một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tích cực tuyên truyền người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp lợi dụng tình hình để tăng giá các loại hàng hóa. Để đảm bảo an toàn, kịp thời ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19, Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình vừa có công văn đề nghị các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung liên quan. Cụ thể, kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới, tạm dừng tất cả các loại hình hoạt động vận tải hành khách công cộng, xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch, đi đến địa bàn huyện Minh Hóa và ngược lại. Trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly, xe vận chuyển phục vụ phòng chống dịch được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Hoạt động vận tải hành khách có hành trình qua khu vực huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình thì không được dừng đỗ để đón trả khách. Các đơn vị kinh doanh vận tải đang hoạt động vận chuyển khách đi đến huyện Minh Hóa phải đưa phương tiện về nơi đầu đỗ, thực hiện vệ sinh sát khuẩn phương tiện. Các tuyến vận tải hành khách nội tỉnh còn lại quản triệt nghiêm túc công tác phòng chống dịch, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Yêu cầu hành khách phải khai báo y tế đầy đủ, kiên quyết không phục vụ, vận chuyển nếu hành khách không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Hiện nay trên trang mạng xã hội Facebook xuất hiện trang fanpage Sở Y tế tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận qua trao đổi với lãnh đạo Sở Y tế Quảng Bình, đơn vị này chưa hề chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thiết lập trang fanpage này. Trang fanpage Sở Y tế tỉnh Quảng Bình có địa chỉ facebook.com/Sở Y tế tỉnh Quảng Bình hiển thị thông tin trang được thiết lập từ ngày 26 tháng 6 năm 2021, lấy logo của Sở Y tế Quảng Bình làm ảnh đại diện. Ảnh nền sao chép từ trang fanpage của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Bình tại địa chỉ facebook.com/Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Bình. Đồng thời, phần giới thiệu thông tin của trang có đường link liên kết với trang web chính thức của Sở Y tế Quảng Bình. Trong ngày 20 và 21 tháng 7, trang này đã cập nhật, chia sẻ nhiều thông tin về 3 trường hợp ở xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, dương tính với SARS-CoV-2. Hiện nay, các đơn vị chức năng đang vào cuộc xác minh tính xác thực của trang fanpage Sở Y tế Quảng Bình, đồng thời cho biết hành vi giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm D khoản 3, điều 99, Nghị định số 15 ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử với mức phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với tổ chức. Thưa quý vị và các bạn, ngay khi có thông tin trên địa bàn tỉnh ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung và thành phố Đồng Hới nói riêng đã đổ xô vào các chợ siêu thị để mua hàng hóa, thực phẩm tích trữ. Đây là việc làm không cần thiết và gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Theo ghi nhận của phóng viên, vào đầu giờ chiều ngày 21 tháng 7, tại siêu thị Comark, lượng người vào mua sắm đông hơn so với thường ngày.
Dù siêu thị liên tục phát đi khuyến cáo khách hàng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhân viên siêu thị liên tục tuyên truyền nhắc nhở người dân không nên mua sắm tích trữ hàng hóa quá nhiều. Siêu thị đảm bảo đủ cung ứng hàng hóa cho người dân trong mọi tình huống, chú ý giữ khoảng cách. Nhưng rất nhiều khách hàng vẫn chất đầy hàng vào giỏ mua sắm. Các mặt hàng được người dân mua nhiều nhất là thực phẩm tươi sống, rau củ, mì gói, dầu ăn, nước mắm, giấy vệ sinh. Mọi lượng khách người ta hàng tới mua cũng khá đông, cũng tập trung mua gia hàng ngày, nhu yếu phẩm hàng ngày như gạo, nước mắm, các loại. Người ta mua sắm cũng nhiều, mua nhiều thứ, mua những cái thứ thì mình dùng hàng ngày á. Theo quan sát, người dân đến siêu thị đều đeo khẩu trang, nhưng việc tập trung đông người ở nơi công cộng vẫn khiến nhiều người lo ngại cho việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Nói chung đến đây mua thì thấy hàng hóa đầy đủ cho giao, giá cả thì cũng bình thường như mọi ngày thôi. Chúng tôi đã có cái dự trù, tại vì trong cái thời gian qua ở Sài Gòn đang có cái dịch bệnh, thì chúng tôi đang có dự trù hàng hóa đáp ứng trong cái trường hợp thực hiện chỉ đạo của tỉnh cũng đáp ứng để nhu cầu cho khách hàng. Chúng tôi cũng khuyên với khách hàng là hàng hóa luôn đầy đủ. Chúng tôi cũng muốn điều tiết khách hàng mua được lượng vừa đủ để sử dụng. Với sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, thì trong bất kỳ tình huống nào, hệ thống siêu thị và chợ truyền thống vẫn hoạt động bình thường, phục vụ đầy đủ các mặt hàng thiết yếu cho nhu cầu tiêu dùng của người dân. Ngành công thương cũng đã chuẩn bị phương án từ trước và làm việc với các siêu thị, doanh nghiệp, nhà phân phối, cung ứng tăng lượng dự trữ các mặt hàng thiết yếu. Hiện tại, nguồn hàng hóa trên thị trường vẫn đang rất dồi dào, giá cả ổn định và người dân không cần quá lo lắng. Với cái sự chỉ đạo quyết liệt từ trung ương, các bộ ngành cũng như là chỉ đạo sát sao của Ủy ban tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của tỉnh, thì Sở Công Thương, một thành viên của Ban chỉ đạo, cũng đã triển khai các cái biện pháp giải pháp để mà hướng dẫn chỉ đạo với các địa phương cụ thể đã xây dựng các cái phương án đảm bảo cái nhu yếu phẩm hàng hóa thiết yếu cũng như là bình ổn thị trường giá cả và kiểm soát các cái hàng hóa nguồn gốc xuất xứ. Trung tâm thương mại cũng như các cái siêu thị và các cái doanh nghiệp phát luồng là phải có cái phương án vận chuyển hàng hóa như thế nào để đảm bảo là thực hiện cái nguyên tắc 5K của Bộ Y tế cũng như là đảm bảo cái lưu thông thông suốt cái hàng hóa, không để bị đứt gãy cái chuỗi cung ứng. Có thể nói, việc ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 làm cho tình hình diễn biến phức tạp hơn. Tuy nhiên, người dân cần phải hiểu rõ cả ca dương tính này đã được cách ly theo dõi tại nhà, chứ không phải là ca lây nhiễm trong cộng đồng và đã được đưa đi cách ly, điều trị kịp thời. Cuộc chiến chống dịch COVID-19 vẫn đang kéo dài và có thể phức tạp hơn. Chúng ta phải học cách chung sống với dịch bệnh, không lơ là chủ quan nhưng cũng không hoang mang sợ hãi, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vì vậy, dù dịch bệnh trên địa bàn tỉnh có những diễn biến mới, nhưng người dân không nên hoang mang, lo lắng, đổ xô đi mua hàng hóa tích trữ, cũng như tạo những dư luận xấu, thông tin thiếu chính xác, thông tin sai sự thật, gây hoang mang lo lắng trong dư luận xã hội. Đây cũng là cách để từng người, từng gia đình trên địa bàn tỉnh góp phần cùng chính quyền, các ngành chức năng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, hôm qua ngày 21 tháng 7, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi thăm tặng quà cho gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn đã đến thăm gia đình bà Đào Thị Thương, sinh năm 1943, là vợ liệt sĩ ở thôn Hà Dương, xã Bảo Ninh, và ông Hoàng Vĩnh Hậu, sinh năm 1957, là thương binh hạng 4/4 ở tổ dân phố 1, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước trước những cống hiến của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của dân tộc. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, cùng với các chính sách đền đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước, tỉnh Quảng Bình luôn quan tâm và có những hoạt động để thể hiện sự tri ân đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Chiều qua ngày 21 tháng 7, đồng chí Nguyễn Công Huẩn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Tuyên Hóa. Đồng chí Nguyễn Công Huẩn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn đã đến thăm bà Hà Thị Kỳ,
92 tuổi, ở thôn Xuân Hòa, xã Mai Hòa. Ba là mẹ liệt sĩ Lê Văn Bảo, hy sinh năm 1972. Thăm ông Ngô Văn Được, 71 tuổi, là cựu thanh niên xung phong bị nhiễm chất độc hóa học, hiện ở thôn Mã Thường, xã Phong Hòa, huyện Tuyên Hòa. Tại những nơi đến thăm, đồng chí đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước những công hiến hy sinh của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và luôn là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Vừa qua, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Huyện ủy Quảng Ninh về công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Hiện nay, Đảng bộ huyện Quảng Ninh có 46 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc với hơn 7.500 đảng viên. Từ sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, công tác xây dựng Đảng luôn được Huyện ủy Quảng Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo dân chủ. Việc xây dựng, sắp xếp, kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã, cấp huyện được thực hiện theo đúng quy định. Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu 168 cán bộ. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức Đảng được quan tâm, chỉ đạo theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, Huyện ủy Quảng Ninh cần tập trung chỉ đạo công tác thể chế hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp thành nhiệm vụ cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, quan tâm công tác đào tạo cán bộ, tạo nguồn cán bộ, ưu tiên phát triển cán bộ nữ trẻ, tích cực triển khai các chủ trương trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, quan tâm hơn công tác chỉ đạo cơ sở, tập trung chỉ đạo công tác củng cố tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng phát triển đảng viên. Hôm qua ngày 21 tháng 7, Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới khóa 22, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ hai để tiến hành một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ tọa kỳ họp. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đồng Hới đã được những kết quả quan trọng. Giá trị nông lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp đều tăng so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt gần 54% dự toán thành phố giao, giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới đã thảo luận và thông qua 20 nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2022. Ban hành quy chế hoạt động, nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới khóa 22, nhiệm kỳ 2021-2026 và các nghị quyết quan trọng khác. Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Trần Phong, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới nhấn mạnh về 8 nhóm nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến cuối năm 2021. Trong đó nhấn mạnh cần phải chỉ đạo thúc công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, phần đầu đến cuối năm 2021 có từ 1 đến 2 sản phẩm OCOP hoàn thiện và tham gia đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP có chất lượng từ 3 sao trở lên. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc chung tay xây dựng thành phố Đồng Hới văn minh, xanh, sạch, đẹp, từ tháng 7 năm 2021, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình mở chuyên mục Vì một thành phố văn minh, xanh, sạch, đẹp trên sóng QBTV. Chuyên mục sẽ là lời nhắc nhở mọi người có ý thức hơn trong việc chấp hành các quy định về vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan để cuộc sống xung quanh chúng ta trở nên sạch hơn, xanh hơn, văn minh hơn. Chuyên mục được phát sóng vào 20 giờ tối thứ tư tuần thứ hai hàng tháng trên sóng QBTV. Trong số đầu tiên của chuyên mục, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn phóng sự chuyên xả rác. 11 giờ trưa trên tuyến đường Lý Thường Kiệt, tuyến đường chính của thành phố Đồng Hới. Một đống rác khá to nằm ngay bên lề đường. Không chỉ bất mỹ quan thành phố, việc làm này còn ảnh hưởng đến môi trường sống của những người xung quanh. Chỉ cần ra một vòng quanh thành phố Đồng Hới, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh các điểm xả thải, tập kết rác sinh hoạt tự phát ở khắp mọi nơi. Chỉ cần có khu đất trống, đoàn vỉa hè, lề đường không vướng nhà dân, khu đất đó tư khắc trở thành nơi tập kết rác thải.
quan niệm rác bẩn ở đâu cũng được, miễn là không ở trong khuôn viên nhà mình đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người dân. Đã nhiều năm nay, các hộ dân sống ở khu vực cầu vượt thành phố Đồng Hới không chịu nổi mùi hôi thối từ bãi rác tự phát này. Không hiểu vì nguyên nhân gì, nhiều người dân ở xung quanh khu vực, thậm chí cả gia đình ở cách xa 2-3 cây số cũng chở rác đến đây để đổ. Không chỉ rác thải sinh hoạt, các đồ gia dụng bị thải bỏ, thậm chí xác động vật chết cũng đem đến đổ ở đây. Dĩ nhiên khó chịu nhất vẫn là người dân sống ở khu vực này. Tình trạng vứt rác ở đây thì xảy ra cả hàng chục năm nay rồi. Dân ở chỗ khác họ không có ý thức, họ mới tưởng đấy là cái bãi rác. Đây là một cái bãi rác, cho nên họ đưa rác tới để họ vứt ở đây. Xử lý vấn nạn xả rác bừa bãi, vất vả nhất vẫn là công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình. Theo quy định, mỗi tuyến đường đều có mốc thời gian cụ thể cho việc thu gom rác và quét dọn đường. Hầu hết các tuyến đường trên địa bàn thành phố Đồng Hới, cán bộ công nhân đi thu gom rác từ 14 giờ chiều đến 21 giờ đêm. Ở các tuyến đường chính, thời gian thu gom từ 17 giờ chiều đến 19 giờ tối. Đối với việc quét đường, để khỏi ảnh hưởng đến người dân, công nhân môi trường sẽ làm công việc này sau 23 giờ đêm. Quy định là vậy, thế nhưng tình trạng người dân gom rác không đúng thời gian, không đúng quy định vẫn thường xuyên diễn ra. Có người thì tới xả xong là thả hoặc ăn chay thì có mỗ, không bón không gòn. Dân ngộ như nhà mình không có ý thức, vất rác vô bài rồi giống như đã được đâu cũng bỏ vô với rác rồi bọn em lên rác rất kinh bớn năng lắm. Giờ khi lấy xong rồi xe cầu đâu quay lại cứ thấy rác đưa ra đó. Trước vấn nạn xả rác thải sinh hoạt khá bừa bãi của người dân, lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình đã nhiều lần trao đổi với các cấp chính quyền thành phố Đồng Hới để tìm giải pháp hạn chế. Trên địa bàn phường vẫn có những điểm công cộng, điểm xa vắng chung khu dân cư thì các hộ dân ý thức còn thấp, đang là bỏ rác vào ban đêm. Thì hiện tại là phường chúng tôi đã những điểm công cộng mà dân thường bỏ rác trộm thì chúng tôi đã lắp đặt hệ thống camera ở đó và giám sát, và chúng tôi đã xử phạt nguội hai đối tượng về việc là bỏ rác trộm ở nơi bỏ rác trộm á, thì chúng tôi đã lắp đặt hệ thống camera ở đó và giám sát, và chúng tôi đã xử phạt nguội hai đối tượng về việc là bỏ rác trộm ở nơi công cộng. Không chỉ rác thải sinh hoạt, một vấn đề khá nóng hiện nay trên địa bàn thành phố Đồng Hới là tình trạng đổ rác thải xây dựng không đúng nơi quy định. Đây là hình ảnh xe tải đổ rác thải xây dựng trái phép tại khu đất trống ở tổ dân phố 6, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới do người dân cung cấp cho phóng viên chúng tôi. Ở dọc đường Nguyễn Văn Linh, ngay trước mặt trụ sở Công an tỉnh Quảng Bình, ngày nào cũng có xe đổ rác thải xây dựng. Chỉ cần có khu đất rộng, ít người qua lại, lập tức trở thành bãi đổ rác thải xây dựng lý tưởng cho cảnh lái xe. Cách đây 2 năm, thành phố Đồng Hới đã đưa vào hoạt động bãi đổ phế thải xây dựng tại khu vực Ba Trang, thôn 6, xã Lộc Ninh với diện tích 4,7 ha. Theo quy định của nhà nước, mỗi khối rác thải xây dựng đổ tại bãi phải trả phí 31.000 đồng. Để tránh phải trả tiền, nhiều lái xe lựa chọn đổ trộm rác thải xây dựng. Và cách duy nhất hạn chế tình trạng này là tăng cường kiểm tra, phát hiện và áp dụng chế tài xử phạt nghiêm minh đối với các đối tượng xả rác thải xây dựng trái phép. Cả cấp chính quyền tăng cường công tác sự lãnh đạo để chỉ đạo các đơn vị tổ dân phố, rồi người dân họ phải thực hiện đúng quy trình xử lý rác. Nếu không người dân là bỏ rác đúng giờ, thời gian theo quy định, đúng vị trí theo quy định. Thiết nghĩ, xả rác bừa bãi dù ở bất cứ hình thức nào cũng là hành động thiếu văn hóa, gây ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của những người xung quanh. Ngoài các giải pháp của các ngành chức năng, sự nỗ lực của những người thu gom và xử lý rác, thì mỗi người dân chúng ta cần sống ý thức hơn, trách nhiệm hơn với cộng đồng bằng cách tuân thủ nghiêm việc đổ rác đúng nơi, đúng lúc theo quy định. Phần của chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay, mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm tình hình trật tự an toàn giao thông. Từ 15 giờ ngày 20 tháng 7 đến 15 giờ ngày 21 tháng 7, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh diễn ra an toàn thông suốt, không có tai nạn giao thông xảy ra. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Trong ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý 70 trường hợp vi phạm luật giao thông, dự kiến phạt tiền khoảng 150 triệu đồng với các lỗi vi phạm về nồng độ cồn 5 trường hợp, vi phạm tốc độ 20 trường hợp, vi phạm quy định về mũ bảo hiểm 14 trường hợp, không có giấy phép lái xe hoặc đăng ký xe 7 trường hợp, không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe còn hiệu lực 14 trường hợp, các lỗi khác 10 trường hợp. Hãy thể hiện mình là người có văn hóa khi tham gia giao thông. Chúc quý vị và các bạn luôn an toàn khi đi lại trên các tuyến đường. Dự báo thời tiết Quảng Bình ngày 22 tháng 7 năm 2021. Khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm từ 63 đến 93%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm từ 59 đến 92%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 29 đến 33 độ, độ ẩm từ 61 đến 76%. Khu vực thị trấn Phong Nha mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 89%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 29 đến 33 độ, độ ẩm từ 62 đến 78%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 29 đến 33 độ, độ ẩm từ 63 đến 77%. Khu vực thị trấn Quản Hầu mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 29 đến 33 độ, độ ẩm từ 63 đến 77%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 29 đến 33 độ, độ ẩm từ 62 đến 78%. Vùng biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5, độ cao sóng từ 1 đến 2 m, biển bình thường. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 7 năm 2021, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm từ 71 đến 95%. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Quảng Bình ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.